hành trình giải cứu cầu Vĩnh Phú của lực lượng chức năng. Mời quý vị khán giả đón xem. Đây là cái hình ảnh mà những cái chiếc tàu, những cái xà lan lớn khổng lồ bị mắc kẹt vào cầu Vĩnh Phú vào buổi sáng sớm ngày hôm qua thưa cả nhà, và kéo dài tới 5-6 giờ chiều thì những chiếc tàu vẫn còn ở đó. Sau đó thì công tác cứu hộ được triển khai và giải quyết một cách triệt để những cái con tàu ra khỏi cây cầu Vĩnh Phú để trả lại yên bình cho cây cầu nha thưa cả nhà. Vâng, và một cái chiếc tàu chở hàng đang di chuyển ngang khu vực cầu Vĩnh Phú như quý vị khán giả vừa biết. Ô, nó lọt qua luôn. Rồi, nó dính lại máy ở phía trên nè cả nhà. Ô, có khả năng sẽ lọt luôn á cả nhà. Ô, với cái mức lượng hàng hóa. Ô, rồi, nó đổ hàng hóa hết rồi cả nhà ơi, không biết cái này là cái gì đây. Ồ, một chiếc công chở hàng hàng trăm tỷ luôn cả nhà. Quý vị khán giả thấy chiếc tàu chở hàng hàng trăm tấn đang di chuyển qua dòng sông Lô dưới cầu Vĩnh Phú và có thể là nó sẽ là lật ở khu vực này, đổ hết hàng hóa rồi. Hàng trăm tấn hàng với lưu lượng mực nước ngày càng dâng cao. Ngày hôm nay là ngày hôm qua là ngày 10 tháng 9 và ngày hôm nay là ngày 11 tháng 9 thì cái lưu lượng nước dâng lên tới có thể là hơn 1 mét thưa cả nhà. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình. Hoan hỷ chào mừng quý bà con cô bác quay trở lại với kênh Nhật Nam TV. Thưa cả nhà mến thương mình ơi, thì buổi sáng sớm ngày hôm nay Nhật Nam tiếp tục đến cầu Vĩnh Phúc để cập nhật tình hình cho quý bà con cô bác xem. Con chào bác. Tình hình sao rồi bác? So với ngày hôm qua thì nước lên có lẽ khoảng chừng hơn 1 mét. Hơn 1 mét thôi bác. Ồ, hôm qua không, có không phải yêu thương lắm. Dạ vâng. Sáng tôi coi cho buổi sáng thì tôi nói là Kim Quang thì đang rút dần. Dạ. Con tàu hôm qua mắc kẹt ở đây chắc có thể nước lên rồi nó đi theo dòng nước luôn. Các bạn hình như là làm cái trên YouTube hả? Dạ vâng. Trên miền Tây đâu? Dạ không. Hôm qua coi thì thấy cái con tàu nó kẹt vị trí này này. Vâng đúng rồi. Coi trên YouTube thôi. Nhiều cũng nghe loáng thoáng dân nói là hình như được cứu hộ rồi. Dạ vâng. Có lực lượng nào đó mà đã kéo qua chứ không phải trôi qua đâu. À, vậy là nhờ lực lượng đó là giải cứu ha. Chắc có thể là diễn ra vào ban đêm nên là bà con cô bác cũng không thấy. Chứ là hồi điểm mưa khá to. Vâng, con cảm ơn bác. Để con ra con cập nhật tình hình gửi cho con cô. À, dạ vâng. Thưa cả nhà mến thương thì hiện tại em Nam đang có mặt ở cầu Vĩnh Phúc. Hiện tại lúc này cái hướng di chuyển qua lại giữa hai bên đó, từ Phú Thọ và Vĩnh Phúc thì đã bắt đầu di chuyển được, nhưng mà cấm những xe từ 16 chỗ trở lên di chuyển trong khu vực cầu cả nhà. Theo lời quý bà con cô bác chia sẻ thì cả nhà cũng đã thấy là cái khu vực này nước có thể dâng lên tầm khoảng ở trên 1 mét nha thưa cả nhà. Cây cầu ngày hôm qua thì nước ngày hôm nay dâng rất cao. Đây nè cả nhà, dâng tới cái mép này luôn nè. Hôm qua cả nhà mình thấy rồi đó, cái khúc này không có nước và bây giờ nó dâng lên tới trên này luôn rồi. Có một chiếc thuyền dân sinh nó cũng trôi dạt qua đây nè. Hôm qua thì nó nằm ở phía góc bên kia. Đây là cả nhà. Ồ, dòng nước lớn nè.
dòng nước khá lớn nè cả nhà. Vẫn có một số bà con cô bác ở khu vực mé đó đó cả nhà, giáp dòng nước thì họ vẫn đang bám nhà, vẫn đang bám nhà trong đêm hôm qua. Lên trên đây là coi sẽ rõ hơn là cả nhà. Lên trên đây thì coi sẽ rõ hơn dòng nước lũ. Nước rất lớn. Nè, quý vị khán giả coi để ý hôm qua thì cái khu vực cầu á, cái khu vực cầu nó không ngập cao như thế này, nhưng mà lượng nước là nó có thể là theo người dân ở đây chia sẻ thì nó phải cao hơn trên 1 mét nha cả nhà. Ồ. Quen cầu luôn đó. Cầu sẽ tôi 15. Ồ cả nhà ơi, chiếc thuyền nhỏ đó có người kìa cả nhà. 4 5 người ở trên cái thuyền kia. 5 người ở trên cái thuyền kia. Cái thuyền đó dường như là sáu người bảy người đó, dài có người cả nhà ơi, đây dài có người thôi, cái này là phải tìm cách dài có người thôi cả nhà ha. Đó thì có mấy người ta, tại vì rong chẳng một nè, hai nè, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám người cả nhà mình nói tám người, trời ơi tám người. Ồ mà trên chiếc thuyền nhỏ đó mới nguy hiểm đây. Bây giờ là 8 người đang lơ lửng trên uống nước chảy rất là xiết anh nha. Nước chảy rất là xiết luôn. Đây cầu nhỏ đã đang vượt qua cầu, xem cái cách như thế nào anh nha. Nếu mà thuyền lớn thì nó cũng đỡ, mà thuyền nhỏ như thế này nguy hiểm lắm. Thuyền nhỏ này khá là nguy hiểm anh nha. Đây là 8 người. Chứ làm sao mà có thể là chống chạy được. Xa rồi. Một chiếc thuyền nhỏ cũng vượt qua vô nha. Biết là con tàu sẽ trôi vào đây. Khu vực. Ôi ơi, nó quay đầu lại kìa, chiếc thuyền nó quay đầu lại kìa. Quay lại hả? Kìa, nó quay tròn tròn kìa. Sao quay lại hết á? Dòng nước chảy xuống mà sao quay lại? Chắc cái con tàu có vấn đề gì cả nha. Ui ôi, chạy chắc nhanh luôn kìa. Dường như là mất sự khống chế bởi dòng nước rồi. Rồi tôi xuống thẳng luôn nha, thẳng luôn. Ui ôi, tôi chắc là nhanh luôn nha, theo hướng nước đi. Dòng nước này chảy rất là xiết nha, càng ngày càng chảy nhanh cả nhà. Trời ơi, mỗi con nước này. Cô vợ Phú Thọ dường như cô lập hơn thương đó nha. Cầu Phú Thọ giờ là tất cả cầu đều đóng hết rồi nha. Ô trung trời, quá trời quá đất. Ôi bữa nãy quý vị khán giả thấy hết hồn luôn. Bà con cô bác chạy toán loạn hết. Thôi nào mời quý vị khán giả di chuyển cùng em lên phía bên trên này. Ô mới nãy hai chiếc xà lan to lao vào cái chân cầu cái đúng. Và có vẻ như ở phía bên trên này là cái bãi đậu xà lan kéo dài cả nhà. Rất là đông. Hiện tại thì bà con cô bác khu vực xung quanh đây vẫn đang liên tục quét dọn nhà cửa và cũng liên tục nhìn ngó dòng nước để là quan sát coi nếu mà có cái tình hình gì không tốt để là chuẩn bị thôi cả nhà. Và quý vị khán giả có thể thấy cái mực nước ngay chỗ này nè, không biết nước từ đâu mà nước từ ngoài nó tạt vào đó cả nhà. Nhìn ở cái góc này đó thì chúng ta thấy vậy đó. Và phía này quý vị khán giả thấy nước lên nè, nước lên một cách rõ ràng luôn, lên tới cái chân mí chân cầu luôn nè.
lên 1 mét nước mà đâu phải ít, gần 1 mét nước cả nhà. Ồ, chiếc tàu màu đỏ hôm qua là có thể là được neo lại ở đây nè cả nhà. Đây, chiếc tàu màu đỏ hôm qua có thể được neo ở đây, cũng là một con tàu màu đỏ, em đang đón như thế này. Sau đây em đang mời quý vị khán giả đến với cái khu vực cầu Đốn thuộc Yên Bái nha thưa cả nhà. À, tại nơi đây, vị trí này thì có một cái chiếc cầu móc, cầu lớn đó. À, cái cầu móc móc đất đó cả nhà, à, đang bị mắc kẹt dưới dòng nước. Tân thì cũng ven cầu Nhật Tân thì ngập hết rồi. Vâng, cầu Phú Đồng vẫn đi được. Từ Hải Phòng Hà Nội lên, Hải Phòng Hà Nội lên thì chắc là vẫn đi được. Nhưng mà sợ là khu chỗ quốc lộ 5 ấy, bên dưới chỗ Ocean Park lên thì không biết là thế nào. Bên đấy thì không nắm được tình hình. Từ Bắc Ninh nếu mà sang phố thì phải đi một là cầu Phú Đồng, hai là đi bên cầu Đông Trù đi sang bạn nhé. Gia Lâm thì ít ngập hơn, Gia Lâm thì ít ngập lắm. Đó, Gia Lâm là có mấy đê, có đê cho nên là cũng đỡ. Cảm ơn mọi người đã follow em ạ. Vâng, bất động sản thì đứng hình rồi. À, cầu Đuống mọi người ơi. Đây là cầu Đuống ạ. Nhổn thì có bị bạn nhá, nhổn thì có đoạn ạ. Chỗ Xuân Phương các thứ này nọ thì chắc chắn là ngập rồi. Mình đang ở Đông Anh bạn ơi, đang ở chỗ Yên Viên đây. Nước vẫn lên nè bạn ơi, nước bên mấy đập thủy điện người ta đang xả lũ cho nên là nước là vẫn lên bình thường. Đây là cầu Đông cầu Đuống ạ. À, chào Yên Bái nhá, Đức Mưu nhá, mình cũng ở Yên Bái đây. À, cái hết cấm này thì mình chưa biết được, tại vì là nước nó phải xuống và mưa nó cũng phải rút, nước nó xuống nữa thì lúc đấy lực lượng chức năng mới quyết định được. Yên Viên thì an toàn nhưng mà sợ nước lên cao quá thì không biết là đê nó có vững chãi không. Đông Anh thì vẫn mưa liên tục từ tối hôm qua luôn. À, cầu Đuống anh Hữu Hoàng ơi, à, mình ở Văn Chấn bạn nhé. Ở trên vùng cao thì chắc là nước nó hạ rồi, nhưng mà bây giờ nước ở trên vùng cao nó bây giờ mới dồn xuống đây cho nên là cũng ấy lắm, cũng rất là nhiều. Cô về cô kia thì được níu níu giữ rồi ạ. Đây có cái chỗ níu xà lan hôm nọ để làm cái mố cầu ấy. Cấm cầu hết rồi mọi người ạ. Cầu thì cấm hết rồi. Cầu thì cấm lưu thông từ 10 giờ tối qua rồi. Vâng, lũ to quá. Dân quanh cầu Đuống thì không ảnh hưởng gì, tại vì cái pha giải cứu tưởng đã đi vào lòng đất của lực lượng chức năng dành cho cầu Vĩnh Phú, nhưng mà cuối cùng cũng đã thành công một cách mỹ mãn. À, mời quý vị khán giả đón xem nội dung của video. Vâng thưa cả nhà, thì hiện tại lúc này đoàn cứu hộ vẫn đang tiếp tục là triển khai để là giải cứu cây cầu Vĩnh Phú ra khỏi dòng sông Lô. À, hiện tại là hai chiếc tàu đó là quý vị khán giả đã thấy là mỗi nó không còn dính lại với nhau nữa. À, nó chia ra mỗi người một bên đây nè cả nhà. Dòng nước hiện tại vẫn đang rất là gấp rút. Hiện tại là theo tình hình quan sát được đó, thì lúc này đây thì không có vướng víu gì nữa, nhưng mà hai chiếc tàu vẫn như thế, vẫn neo như thế, nó vẫn không có di chuyển nhiều cả nhà. À, chỉ có khác biệt là
buổi sáng sớm thì nó kẹt thành một cái mũi ở dưới, hai chiếc tàu nó dính nhau, nó kẹt thành một cái mũi ở dưới chân cầu. Còn lúc này mỗi chiếc tàu đều tách ra một bên rồi nè cả nhà, nhưng mà nó vẫn đứng yên giữa dòng nước lũ rồi cả nhà thấy không. Hiện tại đây là một cái vấn đề cũng khá nan giải và chúng ta cũng chưa biết giải quyết như thế nào, không biết là nó có di chuyển được hay không ha. Hiện tại đã mắc cạn cả nhà, và dự kiến theo nguồn thông tin mà em Nam cũng như là cập nhật được của bà con cô bác thì hiện tại bà con cô bác đang là di dời nhà nè cả nhà, họ đang di dời nhà ra khỏi khu vực này nè, và rất có thể chiều nay sẽ có đã có một cái thông tin gì đó, và chiều nay có thể là sẽ có một cái lượng nước lớn đổ về, nên là họ đang tiến hành là di dời nhà cửa ra khỏi khu vực này. Ở trên chiếc tàu màu đỏ thì quý vị khán giả có thấy có vài người đang đứng ở phía bên trên đó, có cả những anh bộ đội nữa cả nhà. Và sau hai chiếc tàu đó thì cũng có một cái chiếc tàu không biết sao nó cũng không di chuyển giữa dòng nước lũ, chảy ầm ầm vậy á. Đây cả nhà thấy không, rõ ràng là dường như có vướng mắc một cái gì đó, nên là hai chiếc tàu này mới là tạm dừng ở đó, đứng yên lặng giữa dòng nước lũ, chứ không thì nó đã di chuyển rồi. Với một cái lượng nước chảy ồ ạt như thế này, nếu không mắc kẹt ở gì ở phía dưới thì nó thể di chuyển. Và hiện tại thì cũng không ai dám là kiểm tra ở phía dưới dòng nước lũ này, cái lượng nước đang khá là lớn. Em Nam cũng không hiểu là cái lượng nước thì nó lại lớn hơn là cái lượng nước vào buổi sáng nha cả nhà. Nhưng mà con tàu lại bằng một cách thần kỳ nào đó thì nó đã vượt qua được, nhưng mà nó lại không di chuyển và nó vẫn tạm thời neo ở đấy. Tạm thời bị thiên nhiên neo ở đấy cả nhà. Và ở phía trên thì quý vị khán giả có thể thấy là lực lượng cơ quan chức năng vẫn đang có mặt đầy ở phía trên này. Để là cập nhật tình hình. Họ vẫn đang có mặt đầy ở phía bên trên đây. Theo dự kiến có thể chiều nay thì thủy điện Việt Trì sẽ là xả lũ. Chiếc tàu nó đang bắt đầu di chuyển thưa cả nhà. Chiếc tàu màu xanh đang bắt đầu di chuyển cả nhà. Và có một cái hiệu ứng những cái tiếng cồng kềnh phát ra rất là lớn. Và nó dường như là nó di chuyển ra là nó thu lại một khoảng cách. Có thể là dường như nó có thể nổ máy hay sao á. Dường như chiếc tàu màu xanh nó nổ máy hay gì á. Vâng. Để coi là cái hành trình giải cứu ngạt thở hai chiếc tàu khỏi cây cầu Vĩnh Phú nó sẽ như thế nào cả nha. Hiện tại thì ở phía trước quý vị khán giả vẫn nghe những cái tiếng lo tiếng của những cái anh lực lượng chức năng đang điều khiển phương tiện giao thông ở phía trước. Quý bà con coi là hiện tại là đang sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực này giáp cái dòng sông Lô này cả nhà. Những cái ngôi nhà cao chặt vật giáp dòng sông Lô này đang là di dời đồ đạc, tủ lạnh và rất là nhiều thứ để di chuyển ra phía bên ngoài nhằm sơ tán. Thì không biết tình hình như thế nào, có thể chiều nay sẽ là tiếp tục xả lũ và cái lượng nước ước tính là có thể lên rất là cao, nên là lúc này những cái nhà người dân ở phía mép bên đó người ta mới bắt đầu sơ tán. Ừ.
Hiện tại thì ở ngay cái ngã ba đó cả nhà, ngay cái dưới lòng cầu đó, thì tổng cộng mới là có khoảng 4 đến 5 chiếc tàu lớn, những cái chiếc tàu rất là to. Nhưng mà trong cái buổi trưa đó thì không biết bằng một cách thần kỳ nào đó và chưa có sự chứng kiến của ai, thì hai chiếc tàu này tự dưng tách ra, và có thể là do áp lực của dòng nước. Rồi những chiếc tàu phía trên kia thì di chuyển một cách bất ngờ qua khỏi dòng sông này, qua khỏi cái khu vực này, qua khỏi cây cầu này, và kiểu dạng là nó di chuyển không có neo quá cả nha. Và theo hướng sông lô này, cây cầu tiếp theo sẽ là cây cầu, ủa cây cầu cầu tiếp theo là sẽ là cây cầu gì anh? Cầu Vị Kỳ. Những chiếc tàu đó di chuyển một cách không phanh, và có thể là nó sẽ di chuyển tới hướng cây cầu Việt Trì nha tất cả nha. Nhưng mà dù gì trước mắt thì chúng ta cũng cảm thấy là khá là may mắn khi mà hai con tàu này nó lọt khỏi cái vòm cầu rồi thưa cả nhà, cái vòm dưới của cây cầu rồi, đó là một cái điều khá may mắn. Và thưa quý vị khán giả, hiện tại thì như cả nhà biết thì ba con tàu kia đã di chuyển xuống hướng cầu Việt Trì, và hiện tại lúc này anh em tụi em sẽ là di chuyển xuống cầu Việt Trì để là coi tình hình như thế nào. Con tàu màu xanh dường như lúc này có thể là di chuyển được thưa cả nhà. Để ý, con tàu màu xanh, nhưng mà em Nam vẫn chưa hiểu là lý do tại sao mà con tàu màu xanh và con tàu màu vàng này lúc này nó lại đứng nghiêm ở giữa dòng nước, giữa cây cầu. Và vâng, thưa cả nhà mến thương mình ơi, thì hiện tại lúc này anh em tụi em sẽ tiếp tục là di chuyển xuống cầu Việt Trì để coi tình hình tiếp theo như thế nào. Ô, dường như nó đang bẻ lái kìa tí ơi. Dường như nó đang đổi hướng kìa đúng không? Vô dòng chảy ha. Dòng chảy càng ngày càng xiết. Dường như nó bị vướng ở dưới chân cầu thì phải. Cái phần rắc rến di chuyển xuống rất là nhiều cả nhà. Hiện tại ba con tàu đã di chuyển không phanh xuống cầu Việt Trì, và cầu Việt Trì là một trong những cái điểm cũng khá là nóng trên những cái con cầu trên dòng sông Lô này luôn đúng không anh? Kìa kìa kìa, nó di chuyển kìa cả nhà. Sắp đi luôn kìa kìa. Có vẻ như nó cũng sẽ là một trong những cái con tàu tiếp theo di chuyển không phanh. Nó sẽ trôi đi luôn kìa. Không, có vẻ nó là mắc kẹt hay là mắc cạn gì đấy, chứ không, nó đã đi mất rồi dưới cái áp lực lớn của nước như thế mà. Áp lực của dòng chảy rất lớn luôn nha cả nhà. Ở đây thấy vậy á, chứ thực sự mà nói thì nước chảy rất là lớn, nghe tiếng từ phía đấy luôn đấy. Vâng, thưa cả nhà, lúc này anh em tụi em sẽ là di chuyển xuống cầu Việt Trì nha thưa cả nhà. Mời quý vị khán giả tiếp tục đồng hành với chuyến hành trình ạ. Đây, lúc này là cái tình hình ở phía trước nè. Quý vị khán giả có thể thấy thì lực lượng chức năng đã là hoàn toàn rút khỏi khu vực này rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì người dân vẫn có mặt ở đây rất là đông để xem cái tình hình. Rất là đông, và con cô bác đang có mặt ở đây để là nắm cái tình hình. Cái phía con đường di chuyển lên cầu Vĩnh Phú thì vẫn chưa được di chuyển cả nhà, vẫn có lực lượng chức năng đang chốt chặn ở phía đấy.